Phòng chính à? Vâng, bán cho con dê để con chuột mạng, con đưa về chùa con nuôi. Mày thay mày cô ra đi thăm thầy. Con thầy Minh Minh thầy à. Con kính trọng cái hạnh phúc của ngài quá. Giờ chúng con đến đảnh lễ ngài. Chúng con đi từ Đà Lạt đêm qua đấy. Đêm qua đến hôm qua địa phận Đắk Lắk là gặp cái chú bỏ 20 cửa hàng chay đấy. Xong là bây giờ đang ôm cái bình bát đi trên đất đấy. Đến nhà đảnh lễ ngài đấy. Đây này biết rồi cái chủ đấy như là trong Sài Gòn đi ra ngoài kia à, nhưng mà thầy đi vào trong này đây chắc lại quay lại bên đâu này à? Vâng, đây này chú này, đây đêm qua con chụp với chú đây này. Đấy chú này đang bốn người đang đi bộ ở đây, con mời lên xe các chú đi bộ. Không quyết hành đầu đà của ngài Minh Tuệ đó. Chúng con kính trọng ngài đó. Con tuy là người xuất gia nhưng mà con kính trọng cái đức hạnh của ngài ấy. Dạ. Mình đảnh lễ ngài xong rồi sau này biết đâu mình về mình học được ngài một chút gì đấy. Dạ. Thôi chúc đoàn mình thường lời bình an nhé. Cảm ơn chú. Đang tặng chú cái vòng nhớ niệm Phật nhá. Ngày Minh Tuệ dặn mình niệm Phật đấy nhá. Dạ. Cảm ơn chú nhá. Cảm ơn. Thầy của quan. Sáng thầy. Dạ. Sáng thầy của quan. Rồi cảm ơn mọi người nhá. A Di Đà Phật. Cái quạt này có chữ hiếu đó, có hiếu bố mẹ, ông bà, cha mẹ nhá. Dạ, cái này dạ. Là thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả cánh đồng nuôi con. Cha mẹ nhận cả cuộc đời báo tố để cho con mãi mãi bình yên, con thành kính cúng dường chúng nha. A Di Đà Phật ạ. Vâng. Cảm ơn thầy. Mấy thầy Đà Lạt Dương Dương thầy xin nhanh. Cảm ơn mày rất nhiều. Kỷ niệm xưa thầy dạy chúng con.
lời thay dây từng bước chân đi, hành trình gian khó thầy đã dừng lại. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.